nhan sắc trước, dao kéo của Hoa hậu quốc tế Thanh Thủy. Miss International 2024 Thanh Thủy từng sửa mũi, nâng ngực trước khi có khuôn mặt, vóc dáng được nhiều người ví xinh như búp bê. Thanh Thủy cho biết cô từng bị chê bai vì cao, gầy, da ngăm, lưng gù. Ban đầu, cô tự ti nhưng khi ý thức được lợi thế của bản thân là chiều cao, những đường nét trên gương mặt, tân hoa hậu quốc tế học cách trau chuốt bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cô vượt qua lời chê bai bằng suy nghĩ tích cực, luôn tin vào bản thân. Thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Thanh Thủy bị chê non nớt, giống hot girl. Miss tin hơn Hoa hậu, nhan sắc kém nổi bật so với các đàn chị tiền nhiệm như Đỗ Thị Hà, Tiểu Vi. Thanh Thủy năm 20 tuổi. Thời sinh viên, bên cạnh việc học, cô gắn bó với công việc mẫu ảnh để có thu nhập. Cô cao 1,76m, số đo 80, 63, 94cm. Cô giữ dáng bằng việc tập gym, chạy bộ, chơi cầu lông, bơi lội kết hợp ăn uống khoa học. Khi chưa dao kéo, cô vẫn được bạn bè nhận xét trông xinh xắn, trong trẻo. Người đẹp chọn các kiểu váy áo phong cách tiểu thư. Cô chuộng kiểu trang điểm tự nhiên theo phong cách Hàn Quốc. Tháng 3 năm 2023, Thanh Thủy tiết lộ đã sửa mũi, nâng ngực để vẻ ngoài hoàn thiện hơn. Tôi sửa mũi, nâng ngực để hoàn thiện bản thân. Tôi thấy thời nay mọi người đã cởi mở hơn nhiều với chuyện thẩm mỹ nên sự thừa nhận của tôi cũng không có là xấu. Nhiều người khen tôi đẹp, khí chất hơn. Đây là tín hiệu tốt với tôi sau phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi cũng đang trau dồi nhiều yếu tố khác như vóc dáng, kỹ năng, học vấn chứ không phải chỉ tập trung cải thiện gương mặt, cô nói. Việc Thanh Thủy thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ sau 3 tháng đăng quang từng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số khán giả đánh giá hành động của Thanh Thủy bất nhất với tiêu chí cuộc thi cô đăng quang. Từ trước đến nay, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi luôn đề cao vẻ đẹp tự nhiên, không chấp nhận thí sinh dao kéo. Ông Lê Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức, từng cho biết ở mùa thi 2022, một thí sinh bị loại thẳng chỉ vì tiêm filler. Tuy nhiên, số còn lại cho rằng việc các người đẹp tân trang nhan sắc là chuyện phổ biến, không nên khắt khe. Đầu tháng 8, ảnh Thanh Thủy với phần đầu mũi nhỏ hơn trước gây bàn tán. Hoa hậu bị nghi thẩm mỹ quá đà khiến dung mạo không còn đẹp như thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Thanh Thủy sau đó giải thích bức ảnh lan truyền đã qua chỉnh sửa. Người đẹp phủ nhận tiếp tục dao kéo. Cô khẳng định hài lòng với sắc vóc hiện tại. Sau khi nâng cấp vòng 1, Thanh Thủy chịu khó diện những kiểu đầm gợi cảm hơn. Trên thảm đỏ hay ở đời thường, cô ưa chuộng đầm cúp ngực, áo quay, bơ ra tốt tí hon hay trang phục có những khoảng hở. Hoa hậu Việt Nam 2022 cho rằng phong cách của cô luôn quyến rũ trong một giới hạn nhất định, đủ đẹp và không gây phản cảm, đặc biệt tránh việc quá hở bạo. Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng, cao 1,76m. Trước đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, Á khôi một cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021. Hiện Thanh Thủy theo học hai trường gồm Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, Đại học VIVIT Việt Nam. Miss International là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn thế giới. Bên cạnh Miss World, Miss Universe, tổ chức lần đầu năm 1960, diễn ra hàng năm ở Nhật Bản. Trước Thanh Thủy, kết quả tốt nhất của người đẹp Việt tại sân chơi nhan sắc này thuộc về Thúy Vân, đoạt Á hậu tháng 3 năm 2015, Tường Sang, tốt tháng 8 năm 2019. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.